Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta tiếp luyện từ và câu, từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, câu giới thiệu. Bài này trang 106, sách tiếng Việt lớp 2 tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh, cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo nhé. Tiếp theo thầy xin mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 2 tập 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trang 106 để thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện từ và câu, từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, câu giới thiệu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập đầu tiên trong tiết luyện từ và câu, đó là giới thiệu về một đồ chơi có trong hình theo mẫu. Ở đây chúng ta quan sát lên màn hình cũng như trong sách giáo khoa có một hình, đó là chiếc ô tô. Trong chiếc ô tô đựng rất là nhiều đồ chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ phải giới thiệu một đồ chơi có trong hình theo mẫu. Ở đây người ta đã làm câu mẫu cho mình. Đó là một cột gồm có đồ chơi. Một cột gồm có đồ chơi. Một cột là đặc điểm của đồ chơi đó. Ví dụ như quả bóng thì có đặc điểm về màu sắc là màu xanh pha trắng. Và bây giờ chúng ta hãy quan sát vào mô hình ô tô chở các đồ chơi ở đây. Và nhìn vào đây chúng mình có thể thấy những đồ chơi này như thế nào đây các em? Đúng rồi, có rất là nhiều đồ chơi khác nhau đúng không nào? Mỗi đồ chơi thì chúng ta thấy hình dáng nó như thế nào? Hình dáng nó rất khác nhau. Và ở đây chúng ta thấy một đặc điểm nữa, đó là màu sắc nó như thế nào? Ví dụ như chiếc đèn ông sao chúng mình thấy là màu sắc như thế nào? Có rất nhiều màu sắc, đặc điểm là có rất nhiều màu sắc đúng không? Màu đỏ rồi màu xanh này. Và tiếp theo nữa là chiếc trống trống, chúng ta thấy hình dạng như thế nào? Hình dạng hình như là giống như bông hoa này đúng không? Bốn cánh này. Và màu sắc thì cũng có rất nhiều màu sắc. Đây chính là đặc điểm của đồ chơi. Đấy các em ạ. Thì để như vậy, để viết được, giới thiệu được một đồ chơi có hình theo mẫu thì chúng ta phải quan sát về đặc điểm của đồ chơi đó như thế nào, sau đó là đặc điểm về màu sắc nó như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ giới thiệu về đặc điểm về màu sắc thôi đúng không? Đặc điểm ở đây là quả bóng thì màu xanh pha trắng. Ở đây chúng ta sẽ dừng video và giới thiệu các đồ chơi còn lại về đặc điểm của nó. Đặc điểm đó là đặc điểm về màu sắc. Nào, bây giờ chúng ta có thể dừng video, lập cho thầy thành một cái bảng gồm có một cột đồ chơi và đặc điểm. Và chúng mình hãy viết mỗi đồ chơi xong đó đặc điểm của nó về màu sắc như thế nào nhé. Sau khi viết xong bây giờ chúng ta có thể quan sát lên màn hình để xem thầy và chúng ta có trùng đáp án không nhé. Ở đây chúng mình thấy là con diều đúng không? Con diều thì có đặc điểm về màu sắc là như thế nào? Màu đỏ pha vàng, gồm có hai màu đỏ pha vàng, có màu trắng nữa. Tiếp theo, đèn ông sao. Đèn ông sao thì chúng ta thấy là đặc điểm về màu sắc của nó là gồm có đúng rồi, màu đỏ pha xanh lá cây. Tiếp theo nữa là trống trống, mình thấy là đặc điểm về màu sắc của hình trống trống là có bốn màu đúng không? Bốn màu sắc pha trộn với nhau, màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh da trời và màu đỏ. Tiếp theo chú gấu bông nào, mình có nhận xét gì về đặc điểm màu sắc của chú gấu bông? Chú gấu bông là màu trắng pha vàng đúng không nào? Tiếp theo là búp bê. Búp bê thì màu hồng pha màu trắng. Và ô tô. Ô tô thì có màu vàng pha xanh ngọc. Tiếp theo máy bay. Máy bay thì là màu xanh lá. Mặt nạ. Mặt nạ thì màu xanh dương. Như vậy ở đây thầy đã kể hết, giới thiệu hết về các đồ chơi ở trong tranh và nêu lên đặc điểm màu sắc của chúng. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy so sánh xem đáp án của mình có đúng không nhé. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập số 2, đó là cần đặt dấu phẩy vào vị trí nào trong mỗi câu. Ở đây chúng ta sẽ có một câu mẫu. Trước khi phân tích câu mẫu, thầy sẽ đọc 3 câu chúng ta sẽ phải làm. Câu A, em thích đồ chơi ô tô, máy bay. Câu B, bố dạy em làm đèn ông sao, diều, giấy. Các bạn đá bóng, đá cầu, nhảy dây trên sân trường. Và thầy sẽ phân tích cho chúng ta câu mẫu nhé. Mẫu
Chú thỏ bông rất mềm mại, phẩy, dễ thương. Mình quan sát lên con mộ chúng ta thấy là dấu phẩy ngăn cách hai từ đó là mềm mại và dễ thương. Vậy thì chúng ta có thể quan sát lên câu và cho thầy biết hai từ mềm mại và dễ thương này nói lên đặc điểm của ai? Đúng rồi, đó là hai từ nói lên đặc điểm của chú thỏ bông, đó là rất mềm mại và dễ thương. Thì như vậy mình thấy từ mềm mại và từ dễ thương nó tương đương với nhau, đúng không nào? Và tương đương với nhau như thế nên người ta đã đặt dấu phẩy giữa hai từ để ngăn cách nó. Đây là hai từ tương đương với nhau nói lên đặc điểm của chú thỏ bông, rất mềm mại, phẩy, dễ thương. Vậy thì mình đã biết được dấu phẩy đặt ở đâu chưa? Dấu phẩy dùng để ngăn cách hai từ nói về đặc điểm của gấu bông, đó là từ mềm mại và dễ thương. Hai từ này tương đương với nhau nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy dừng video và làm đặt dấu phẩy cho thầy ba câu còn lại, gồm có câu A, em thích đồ chơi ô tô máy bay. Câu B, bố dạy em làm đèn ông sao diều giấy. Câu C, các bạn đá bóng đá cầu nhảy dây trên sân trường. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng câu và sẽ đặt dấu phẩy nhé. Như vậy, em thích đồ chơi ô tô máy bay, chúng mình sẽ đặt dấu phẩy ở đâu? Chúng mình đều thích đồ chơi ô tô máy bay. Ô tô và máy bay đều nói lên đồ chơi, đúng không nào? Như vậy, chúng mình sẽ đặt dấu phẩy ở em thích đồ chơi ô tô phẩy máy bay. Ô tô và máy bay đều nói lên các đồ chơi, giống như mình đang thích hai đồ chơi, ba đồ chơi. Ngăn cách giữa hai đồ chơi là có dấu dấu phẩy. Tiếp theo, câu B, bố dạy em làm đèn ông sao. Làm đèn ông sao diều giấy. Như vậy dấu phẩy mình sẽ đặt ở đúng rồi, ông sao. D nói lên làm đồ chơi, đó là hai đồ chơi đèn ông sao và diều giấy. Hai từ này nó tương đương với nhau, giống như mình liệt kê ra làm hai cái thì mình sẽ ngăn cách nó ra. Bố dạy em làm đèn ông sao phẩy diều giấy để nói lên mình làm đồ chơi, rất là nhiều đồ chơi. Tiếp theo đó là câu C, các bạn đá bóng phẩy đá cầu phẩy nhảy dây trên sân trường. Ở đây chúng mình sẽ phải đặt dấu phẩy ở đá bóng đá cầu nhảy dây. Giống như mình đang liệt kê các hoạt động ở trên sân trường, đúng không? Nói lên các hoạt động ở trên sân trường. Như vậy thì xong mỗi từ như đá bóng phẩy là mình đã nói lên một hoạt động rồi đấy. Tiếp theo đá cầu là hoạt động thứ hai. Tiếp theo nhảy dây, đá cầu phẩy nhảy dây trên sân trường, đó là bạn đã kể ba hoạt động trên sân trường gồm có đá bóng đá cầu nhảy dây. Như vậy dấu phẩy ở đây mình thấy là ngăn cách giữa hoạt động cùng một diễn lúc diễn ra trên trên sân trường. Vậy thì như vậy chúng mình đã biết được cách đặt vị trí dấu phẩy vào mỗi câu để ngăn cách những từ tương đương với nhau, hoặc là kệ một ra một cái vật liệu nào đấy, hoặc là trị các hoạt động ở trên cùng một sân trường, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta sẽ bước qua bài tập số 3. Cần đặt dấu phẩy vào vị trí nào trong câu in nghiêng? Ở đây chúng ta sẽ có câu in nghiêng như sau. Hôm nay là sinh nhật của Chi, và câu in nghiêng Chi nhận được bao nhiêu là quà? Búp bê, hộp đựng bút, đồ đồng hồ báo thức và chiếc nơ hồng chấm. Chi rất vui và cảm động chấm. Thì như vậy chúng mình cần đặt dấu phẩy vào vị trí nào trong câu in nghiêng đây các em? Chúng ta hãy dừng video và suy nghĩ đặt dấu phẩy trong câu in nghiêng, sau đó cùng xem đáp án của thầy nhé. Sau khi làm xong bây giờ thầy sẽ đặt dấu phẩy xem có trùng với chúng mình không. Hôm nay là sinh nhật của Chi chấm. Bắt đầu chúng ta sẽ đặt Chi nhận được bao nhiêu là quà, hai chấm, hai chấm, búp bê, hộp đựng bút, đồng hồ báo thức và chiếc nơ hồng. Như vậy bạn Chi đang nhận một chỗ là một vô số quà, đúng không? Như vậy này, chúng ta thấy này, búp bê này,
hộp đựng bút này, đồng hồ báo thức này, như vậy đều là quà đúng không? Nó các từ này nó tương đương với nhau, giống như mình đang kệ một cái gì đấy, liệt kê ra một số quà người ta đã tặng. Thì ở đây chúng ta sẽ phải ngăn cách những từ này bằng dấu phẩy. Thì thầy sẽ đặt dấu phẩy như sau: chi nhận được bao nhiêu là quà, búp bê phẩy, hộp đựng bút phẩy, đồng hồ báo thức và chiếc nơ hông chấm. Ở đây chúng ta sẽ ngăn cách từ búp bê, hộp đựng bút, đồng hồ báo thức là chúng mình đang liệt kê ra một số quà. Những cái từ này nó tương đương với nhau, nói về đồ chơi đúng không, nói về quà, thì mình sẽ ngăn cách những cái từ này bằng dấu phẩy. Khi kể ra một vật liệu gì đấy nó giống nhau, gần gần giống nhau, thì chúng ta sẽ ngăn cách búp bê phẩy. Búp bê là nói về quà, đồ chơi búp bê. Hộp đựng bút phẩy, đây là nói về món quà đúng không? Nói về những món quà thì mình sẽ phải liệt kê ra những món quà đấy. Xong một món quà chúng mình sẽ đặt dấu phẩy, xong một món quà chúng mình sẽ đặt một dấu phẩy, giống như mình liệt kê ra các phần quà. Như vậy thầy đã hướng dẫn cho chúng mình một số hoạt động trong tiết luyện từ và câu. Trang 106 nói về từ ngữ, chỉ sự vật, hoạt động và câu giới thiệu. Bạn nào thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.